Chị Phụng, chị Phụng. Má bệnh tế nhị chưa? Ý, trời đất ơi, gán đứa kỳ cục vậy. Cái bệnh tế nhị tao sợ tao giấu kiếm vô la làng lại sớm à. Trời ơi, chị yên tâm. Em nói thiệt nha, lỡ mà ai có nghe thấy em hứa với chị luôn, em sẽ đi từng nhà một. Em đính chính với từng người giùm chị là chị không hề bệnh tế nhị. Tôi giả, tôi giả mặt mà. Nói như vậy không khác nào lại ông tôi ở bụi này. Thôi bây giờ làm yên thờ ơn im tôi đi, đừng nói gì trơn trọi á. Qua đây chị đây. Thì qua để hỏi thăm chị nè. Hỏi thăm gì? Thì bệnh tình chị sao rồi? Còn trời không? Trời ơi, tao nói đứng đây mà nó ngứa. Không biết sao gãi nè, có chuyện chết luôn vậy đó. Do đó thì bữa nghe lời em nó đi khám bác sĩ thì nói là bị viêm đó, viêm âm đạo, bị cái con nấm khuẩn gì đi đa đi đùng gì đó mệt ghê luôn á. Đó, đó. Vì đang yên đang lành tự nhiên bị vậy bực ghê. Chị thấy em nói đúng chưa? Em nói mà chị là chị bị hả nhiễm nấm candida đó. Vì sao con ngứa? Đây, tèn tèn, thấy gì chưa? Là cái gì? Đây á, là dạng uống. Cái loại này tốt lắm luôn á, để điều trị bệnh viêm, viêm nấm của chị á. Ồ, vậy hả? Đây á, là cái loại Immun Gamma, được chiết xuất từ cao trinh nữ hoàng cung nè, cao diếp cá nè, cao hoàng bá, cao khổ sâm. Nhiều thành phần tốt lắm. Những cái này á, nó sẽ làm cân bằng pH âm đạo của chị, hỗ trợ điều trị viêm nhiễm phụ khoa rất là tốt. Còn cái loại này á, loại này là gel, gel vệ sinh đó. À, cái loại này sử dụng á để diệt khuẩn, ngừa viêm nhiễm nấm ngứa. Hai cái. Hai cái này đó hả? Ừ. Cái này để uống. Ừ. Còn đây là để sức. Rửa. Ồ, dạ, để rửa hả? Trời ơi, nhiều thành phần quá. Rồi không biết sao lần mà chị đi khám bác sĩ á, thì bác sĩ nói là bị viêm âm đạo, có thể tái đi tái lại nhiều lần đó. Bởi vậy khi mình xài cái này nè, nó có dứt điểm hẳn không? Hay là nó bị tái đi tái lại nữa, nó bị chuyển sang mãn tính là khổ nữa. Trời, chị yên tâm đi, cái này á em xài rồi, tốt lắm, em mới giới thiệu cho chị á. À, thì ra cũng có người bị giống như tôi, bệnh tế nhị, xài rồi. Ba bà con có người. Trời ơi, nhỏ nhỏ miệng thôi mẹ ơi, con lại mẹ. À, thưa bác sĩ, trong cái tình huống vừa rồi thì thấy sản phẩm được nhắc tới là chế phẩm Immun Gamma kết hợp với nhóm thảo dược trinh nữ hoàng cung, khổ sâm, hoàng bá, diếp cá. À, trong cái sản phẩm nữ vương niêu này á, nó có chứa các cái chất để làm cho tăng cường cái khả năng chống đỡ bệnh tật của cơ thể, và có một cái nữa là nó làm cho, nghĩa là cái kiểm soát được cái dịch âm đạo và ngăn ngừa cái nguy cơ tái phát. Và trong sản phẩm nữ vương niêu này nó có chứa hai cái chất là Immun Gamma và thảo dược. Thế thì cái Immun Gamma nó được chiết xuất từ thành của cái tế bào của vi khuẩn lành tính, cho nên nó có một cái tác dụng làm tăng sức đề kháng của cơ thể, kích thích và tăng cường cái khả năng chống lại bệnh tật của cơ thể. Ngoài ra các cái thảo dược trong cái viên nữ vương niêu này nó còn có kết hợp với một nhóm thảo dược là khổ sâm, hoàng bá, diếp cá, trinh nữ hoàng cung và dây ký ninh, là nó giúp cho làm cái lành cái tổn thương viêm và ngăn ngừa cái biến chứng lên thành như viêm nhiễm phụ khoa nặng nề. Trinh nữ hoàng cung như chúng ta biết ở trong cái thành là thành phần của cái viên nữ vương niêu, mình nghe rất là nhiều về cái cây này. Vì sao? Vì trong hầu hết các bài thuốc dân gian mà chữa bệnh phụ nữ đều có cái thành phần này hết. Vì tác dụng của nó là làm giảm cái phát triển tế bào u trong u xơ tử cung, u nang buồng trứng. Bên cạnh tác dụng này thì cái trinh nữ hoàng cung nó còn làm tăng cái sức đề kháng của cơ thể. Ngoài ra trong cái viên nữ vương niêu còn chứa các cái thành phần khác như hoàng bá, khổ sâm, diếp cá, dây ký ninh, thì đây chính là cái tác dụng kháng sinh thực vật, nó diệt các cái tác nhân gây bệnh nhưng mà lại không diệt các cái vi khuẩn có lợi trong môi trường âm đạo, cho nên giữ được cái cân bằng độ pH âm đạo và không gây cái kháng thuốc như đối với cái trường hợp mình chỉ xài thuốc tây không. Dạ thưa bác sĩ, là không biết khi sử dụng những sản phẩm này á thì có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không? Bởi vì em sợ là giống như những loại thuốc kháng sinh á, khi mình uống vào á thì sẽ có tác dụng phụ làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Cái đặc biệt của cái viên này tức là nó không có gây cái tương tác đối với lại các cái loại thuốc tây cùng uống. Đấy, và vì nó là các cái thảo dược cho nên nó có cái độ an toàn rất là cao. Và khi sử dụng cái
viên này mà muốn có hiệu quả là mình sẽ kết hợp đồng thời cả thuốc tây, tức là gồm có thuốc đặc, thuốc uống, thuốc thoa, và cùng với cái sản phẩm này thì sẽ rút ngắn được cái thời gian điều trị. Và cái thuốc này nó cũng làm cho mình bớt cái tỷ lệ mà kháng thuốc tây lại, thì cái thời gian điều trị nó sẽ ngắn hơn, cái hiệu quả nó tốt hơn. Thưa bác sĩ, là hầu hết á, các chị em phụ nữ á, thì đều hiểu là cần phải sử dụng sản phẩm vệ sinh phụ nữ. Tuy nhiên không phải ai á, thì đều biết cách sử dụng hiệu quả và đúng cách á. Cho nên á, xin bác sĩ á, hướng dẫn cách sử dụng hiệu quả những sản phẩm vệ sinh phụ nữ ạ. Nói về cái sản phẩm vệ sinh phụ nữ thì hiện nay trên thị trường có rất là nhiều. Thế nhưng mà cái gì nó phù hợp đối với lại cơ thể của mình đấy, và phù hợp với túi tiền mình để mình có thể xài lâu dài mà không bị ảnh hưởng đến cái hệ vi sinh tốt trong âm đạo. Nhưng hiện nay theo như mình biết có cái loại như là nữ vương gel phù hợp với cái cơ địa người Việt Nam, thì cái này nó chứa là cái nano bạc với lại trà xanh, cho nên nó rất là dễ xài, không có gây kích ứng ngoài da. Một lần nữa thì cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thái Hà. Cảm ơn bạn đến đây tham dự chương trình. Qua câu chuyện giữa hai người thì chúng ta đã tìm ra rất là nhiều kinh nghiệm để có thể xử lý trong cái việc gọi là viêm nấm Candida. Thưa quý vị, đặc biệt chị em phụ nữ chúng ta phải chú ý đề phòng, giống như bác sĩ Nguyễn Thái Hà vừa mới chia sẻ. Thường nói là phòng ngừa hơn là chữa bệnh, quý vị ha. Nữ Vương News hân hạnh đồng hành cùng chương trình.